liên quan vụ đại gia Phát Dầu, nguyên trưởng chi cục thuế bị bắt. Nguyên chi cục trưởng chi cục thuế một huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng vừa bị bắt giam do có liên quan đến vụ án Ngô Văn Phát, tức Phát Dầu, mua bán trái phép hóa đơn. Nguồn tin từ cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho biết, công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố thực hiện tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề, sinh năm 1959, nguyên chi cục trưởng chi cục thuế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ông Tô Hữu Tề bị cáo buộc đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ liên quan đến vụ án Ngô Văn Phát, tức Phát Dầu, sinh năm 1964, ở số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty xăng dầu Phát, mua bán trái phép hóa đơn. Lực lượng công an đã tiến hành khám xét tại nơi ở của ông Tô Hữu Tề, tại nhà riêng ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào chiều ngày 30 tháng 12 năm 2020. Như dân trí đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện rất nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tập trung điều tra xác minh, công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng làm rõ trên địa bàn đã hình thành đường dây chuyên lập các công ty ma để mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do Ngô Văn Phát tổ chức cầm đầu. Sau khi tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hoạt động tội phạm của đường dây trên, công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã quyết định đấu tranh triệt phá thành công. Ngày 4 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Ngô Văn Phát và 6 bị can khác để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn. 7 đối tượng bị khởi tố gồm Ngô Văn Phát, Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1989, Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, Lương Văn Giao, sinh năm 1991, cùng ở thành phố Hải Phòng, Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, đăng ký thường trú, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở khu 2 thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng. Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là giám đốc công ty cổ phần xăng dầu Phát. Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hải Phòng, có 14 doanh nghiệp tại Hải Phòng được xác định có liên quan đến vụ in hóa đơn chứng từ của ông Ngô Văn Phát. Trong đó, có 13 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc ngừng hoạt động mà chưa làm các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Có một doanh nghiệp hoạt động là công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Phát có mã số thuế. Còn theo giới làm ăn, Ngô Văn Phát là chủ rất nhiều công ty và được giới làm ăn biết tới danh nghĩa đại gia xăng dầu, nổi tiếng ở Hải Phòng, có trong tay nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Ông này mới đây còn mở rộng địa bàn kinh doanh ra nhiều tỉnh khác với nhiều khu vực khác nhau như bất động sản, khai thác mỏ, v.v. Ngoài ra, Ngô Văn Phát còn nổi tiếng bởi những sở hữu nhiều căn biệt thự hoành tráng như lâu đài, đơn cử như căn biệt thự xây cất ở Hoa Mỹ, Cầu Kỳ, tọa lạc trên khu đất rộng cả nghìn mét vuông, nằm trên đường Lê Hồng Phong, con đường đẹp nhất nhì thành phố Hải Phòng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tiếp tục điều tra phối hợp với các nghiệp vụ công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án. Những thông tin tiếp theo về vụ án sẽ được Phạm Tuyên cập nhật nhanh nhất và trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, thân ái. Hãy bắt hết bọn quân tham nhũng, lũ mọt sâu, quẳng chúng hết vào lò. Khơi bếp hồng cho lửa cháy thật to, thiếu sạch chúng hết giờ trò lướn chạch. Ơn người đã sớm vạch ra chính sách, quyết một lòng làm trong sạch đảng ta. Bọn tham quan dù ẩn náu trong nhà, quân hại nước quyết lối ra hỏi tội. Chẳng phân biệt nếu là người gian dối,
quyết truy tìm dù lặn lội biển sâu. Bọn tham quan đục khoét thỏa mưu cầu, truy bắt hết tống máu vào lò lửa. Dù mưu mẹo chiêu trò hơn thế nữa, chức quyền cao nhiều chỗ dựa chẳng màng, nội ngoại xâm cương quyết phải đập tan, để Việt Nam ngày càng thêm vững mạnh. Mong bác trọng vì non sông gồng gánh, tiếp khóa này làm trong sạch đảng ta. Đốt lò lên thiêu hết bọn gian tà, đuổi quân giặc tránh xa vùng biến ải. Dân với đảng chí ngoan cường sáng mãi, quyết chúng lòng trở ngại mấy đều qua. Bắc Trung Nam luôn đoàn kết một nhà, giữ nước Việt luôn thái hòa tươi đẹp. Tham nhũng về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cái đó là cái nguy hiểm vô cùng. Tiền mà mình chết đi rồi có mang được đi đâu? Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Thì tư cách con người sống làm sao để con cháu nó phải thế này, sống làm sao để đến lúc nhắm mắt xuôi tay khỏi phải ân hận với cái này, thì đó là cái sâu sắc nhất cái đấy. Mà xử số lượng đến như thế, rồi nói là trên nóng dưới lạnh, bây giờ dưới hình như nó đã bớt lạnh rồi, cũng có chuyển rồi phải không? Bây giờ ấm ấm rồi. Nếu mà làm được cái hội nghị này thì không phải là ta tự khen ta hay là ta khuếch trương gì cái ưu điểm, không phải. Nói thế mà có quá không? Làm rất bài bản, bây giờ gần như thành bài rồi. Cứ thế mà làm thôi. Rồi trước kia mỗi ban, mỗi một cái cơ quan là một ý kiến khác nhau. Từ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm sát, công an, quân đội, tòa án, bây giờ là phối hợp cùng vào cuộc cả hết, rất là đồng lòng nhất trí. Do bố trí cán bộ hay do lề lối làm việc hay là do nhận thức mới hay là do chỉ đạo, mà nó có được một sự đồng lòng nhất trí thế, dân đồng tình, vụ nào đưa ra hình như dân cũng đồng tình, trừ bọn phản động, bọn xấu kích động. Cái đó bây giờ dân người ta trả tin, người ta thấy không phải, đúng không? Không, tôi bảo càng sát đến đại hội càng phải làm. Các đồng chí vừa nói đấy, bây giờ bắt đầu phát hiện ra một số khu vực rồi đấy, phải không? Khối văn hóa gì, giáo dục gì, y tế gì, rồi các cái dự án nước ngoài gì. Ví dụ thế, chứ không phải chỉ có tập trung vào một số những cái đồng chí nào có trực tiếp làm kinh tế chỗ này. Vừa qua cái làm đối tượng như thế là cũng đã, thì mở rộng đối tượng ra với những kinh nghiệm mới. Luật pháp có thiếu, có cần bổ sung thêm cái gì không? Tôi thấy hình như vừa qua cũng không vướng gì về luật pháp cả, phải không? Tất cả là chúng ta đều làm theo đúng luật pháp, không có gì trái luật pháp đâu, không ai cãi được cả. Mà lần này tôi cũng nhấn mạnh cái là không phải chỉ đấu tranh phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế đâu nhé. Trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là quan điểm tư tưởng chính trị. Cái điều quan trọng nhất là tư cách của người cách mạng. Còn cái tham nhũng có khi chỉ là tiền nong các thứ thôi. Tham nhũng về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cái đó là cái nguy hiểm vô cùng. Mà sắp tới còn phải làm mạnh cái này nữa. Hỏi lò bác trọng còn không, lâu nay chả thấy lò bùng cháy lên. Bận nhiều việc quá bác quên, hay vì vướng mắc cho nên bác ngừng. Quan tham chúng nó ăn mừng, chúng mong bác mỏi
phải dừng tại đây. Bác mà nản chí thì gay, quốc gia đất nước vào tay kẻ thù. Ra tay làm mạnh chúng chủ, kéo bè lập nhóm, lập khu cản đường. Vô cùng phức tạp ẩm ương, bác nên cố gắng khẩn trương dẹp trừ. Để cho chúng mãi thế ư, quyết tâm thiêu rụi, loại trừ nó đi. Công ơn bác đảng khắc ghi, việc này bác phải kiên trì bác ơi. Khó khăn đã có chúng tôi, nhân dân cả nước, đất trời Việt Nam. Chung tay diệt lũ quan tham, chúc mừng bác trọng Việt Nam nước mình. Dám chiến đấu, quyết hy sinh, thổi bùng ngọn lửa lò mình bấy nay. Sức khỏe là vàng, bác củng cố niềm tin. Người dân Việt khắc in lá cờ đảng. Tuổi có cao, cháu mong sao bác giáng. Vì nước vì dân, bác đảm nhiệm khóa này. Biết công việc dù chẳng thể nhẹ đây, giặc nội xâm còn xéo dày dòm ngó. Cháu biết bác mái tóc xương bạc đó, nhưng bên cạnh có bác Phúc, bác Đam và còn nhiều triệu người dân Việt Nam đang tiếp sức bác vững vàng ý chí. Cháu đâu được học nhiều nhưng cháu nghĩ đất nước mình không biết sẽ về đâu. Khi còn nhiều những lũ mọt lũ sâu vẫn ngày đêm thi nhau tàn và phá. Nếu không có người giữ cán cân vững dạ, đất nước mình sẽ theo lá rụng rơi. Cháu mong bác làm một khóa nữa thôi, vì tuổi bác cũng cao rồi bác nhỉ. Nhưng với cháu, bác toàn tâm toàn ý, củng cố niềm tin, ý chí thành đồng. Đất nước mình sẽ gặt hái nhiều thành công, nâng vị thế trong lòng nhiều nước bạn. Cháu mong bác chèo lái con thuyền đảng, đưa đất nước tươi sáng mãi trường tồn. Cờ cách mạng mãi thắp sáng soi hơn, tinh thần thép sẽ làm nên chiến thắng. Noi gương bác Hồ, bác là tấm gương sáng. Cháu tin bác làm rạng rỡ non sông, nối tiếp nhiều truyền thống của cha ông. Mong bác khỏe, phất cờ hồng chân lý. Dân cần lắm những người tâm đức, trọng nghĩa nhân, vì nước vì non. Một lòng trung hiếu sắt son, giúp dân thoát cảnh sống mòn ấm no. Người chí khí lo cho trăm họ, cho tự do độc lập nước nhà. Cùng dân viết tiếp bài ca, tự cường gương sáng chói lòa Việt Nam. Người vững vàng trước ngàn thử thách, kế sách hay vượt mọi chông gai. Tự tin vững bước tương lai, khó khăn cơ hội một mai tỏ tường. Người can trường thương dân nhất mực, chung sức chung lòng giống lạc tiên. Giữ bờ cõi mãi bình yên, nội sấm dẹp gọn, dân hiền chung vui.